Xin chào anh em. Mình với Công đang trên đường để đi bắt gà. Và mình phải đi trời tối này bởi vì gà bây giờ mới lên chuồng mới dễ bắt. Mà bây giờ mình thấy nghe nói gà rất rẻ, tí mình xuống chỗ bắt gà xem giá gà bao nhiêu tiền một cân rồi nhé. Ok, mình sẽ bắt cái camera đi đã. Anh em mình đã gần tới nơi. Bọn mình sẽ vào trong cái trang trại ở đây để bắt gà. Đây. Tối quá nhỉ? Ôi, cổng mới vậy. Có vẻ đường tối quá. Trong đây vẫn là đường đất mà. Vào đây lại có một đoạn bê tông rất là hay. Anh sợ chưa chắc đã có ai. Có ai không? Khóa. Khóa rồi, khóa cổng rồi. Tối thế nhỉ? Mà mày không mang cái bao đi thì phải thú thế. Ôi, tôi gọi bảo bá cầm thông bộ của người ta đi. Bá ở đây mà. Ở đây á? Ờ. Không có thì phải. Giờ mình gọi điện phát ra. Chủ nhà đang không có nhà. Bà Phụ ơi. Chói hết ngập luôn. Thôi không bán nữa. Ai mua là không được bán nữa. Bà Đào bảo tối ra bắt là hết rồi. Ở gần đây thì đéo ra mà bắt sớm. Bây giờ mới bảo bắt chiều nay cái đứa. Thế ra nó lại bắt cái này. Bà bán được bao nhiêu? Bán 50 đây. Bán được 50 đây. Cháu tưởng là không. Mẹ con này nó mừng mình mới sợ chứ nhỉ. Con chó lại mừng cháu. Không phải đâu. Nó mấy ngày là có người đi làm. Thế á? Cháu tưởng tự nhiên nó mừng cháu. Hôm trước cháu tưởng bá bảo không bán được 50. Tưởng nó phải để bán lẻ 50. Nhiều gà, còn nhiều gà quá không tắt. Không để ăn chứ còn dùng gì. Úi giời. Sao mày mẹ thế này thì mấy mà bị mất à? Mày nó ấy thế chứ còn người khác quên mẹ này. Ai à? Tưởng Huy ra chạy cơ. Vãi cả tưởng thằng Huy mới sợ gì nhỉ. Đây là vườn nuôi gà anh em ạ. Tối quá chả nhìn thấy cái gì cả. Đi vào chuồng gà bắt gà thôi. Hết gà rồi. Sao ba kia còn 2 chục con thôi? Bắt vào cái gì nhỉ ba? Bao à? Lồng á? Ừ. Đéo á? Ừ thì cháu đi bộ cho con đi về. Xà ra hay sao? Đây là một cây bồng anh em ạ. Mày ăn không? Quả này anh nghĩ chín rồi này. Xin quả. Mấy cây trong kia cũng đầy quả. Nhưng mà chắc là chua lét. Bên cây rửa anh. Cây rửa á? Mấy cây xong rồi sai phết anh nhỉ? À. Chưa về. Đây là mình đi bắt gà loại nha anh em nhé. Chứ còn gửi nồng rồi đây. Thằng Tông nó đi một xe thì hai đứa đi một xe thì đều hết. Sao mà không đào mà đeo? Hả? 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 Thôi không phải xuống đâu, thằng Thành đi bộ được mà. Ồ đây có cây xoài này anh em, sao nhiều quả thế nhỉ? Ô bà Phụ ơi, bà có bán xoài không? À có, đấy. Chị vừa em vừa hôm nay quay Facebook rồi, búc rồi. Không bà bán không, 6.000, 5.000 cân. Đâu? Để mai tôi bảo cậu đồng xuống vặt. Đây, kia, nhìn này.
Sai đây, cháu nhìn rồi, nhìn thấy hết rồi. Quay đi, đấy, quay đi. Không, cậu Đồng cậu bảo là cậu mua 5.000 cân. 5.000 cân gì? Chỗ này được nhiều. Cháu xem một quả. À, không ăn không? Lấy cây này mày ăn, mày lấy vặt. Nhưng mà sai không nhỉ? Sai lắm. Lỡ được bao cân? Thế á? Chứ ít quá, cháu sợ xuống mất công. Bóng. Chị Huế, chị bán bao tiền cân? Đây này, có cây khác rồi. À, bác Phụ. Hả? Chị bán bao tiền cân? Không biết, chị Huế mới lên mạng này. Hỏi xem chị bán đắt không? Đắt thì để cho chị bán. Cậu ấy bỏ 5.000. 5.000 mua hết, vặt hết. 5.000 vặt hết thì cứ xuống đây báo vặt cho. Tự vặt đi chứ. Cậu tự vặt chứ. Đấy. Này vào bắt gà đi công. Như cái lồng này bé mà nhỉ? Cháu cứ tưởng cái lồng to đùng. Tưởng cái lồng giống kiểu lồng cô Lý cô hay đi buôn gà thì cũng mà lặng chết. Ba bắt mấy con? Ba bắt có 3 con. Ui giời, thế thì để lúc nào chuẩn xuống đây mà bắt đỡ phải vòng ở đấy. Đây mà mơ xuống giờ mà. À thế á. Ừ. Tớ đừng kiếm mơ chuyển em ra. Dạ rồi, đang ăn cơm. Rồi đang ăn cơm. Cô đóng cửa vào thì tôi chạy ra, có điện rồi, chạy ra ngoài. Quán cà cũng bị bắt nhiều. Cái gì? Chả thế. Anh bắt cái mái cả trống đấy. Cho cháu cả mái đi. Ăn cả mái. Vâng. Không thích ăn cả trống lắm nhé. Gà trống kiểu như nó dai hơn. Con đấy là không ai bắt. Con này không ai bắt lại cần. Nuôi gà mái để xong nó còn đẻ, gà trống nuôi chả đẻ. Bắt xong một con gà trống thôi. Con nào đẹp đẹp làm trống trưởng. Chiêu bùm bùm chiêu một con. Đấy. Ở nhà cháu vẫn còn 4 con để thịt dần mà. Đã thịt hết đâu. Hai con. Đây là bị loại à? À bác không phải là loại, chiều bắt nó đen đi. Không, cháu đang bảo chỗ này có phải bị loại không? Không, cá nó biết vào này, chiều đi này. Thế á? Nhưng mà chắc là bắt trước nó vẫn gọi là đây, vẫn gọi là gà loại rồi. Ừ, không phải là gà loại đi. Gà loại mà mày không được bán nữa mà bà không gọi tính là bà đào quyền mà tao bắt thế là hết. Quyền mẹ mày. Quyền tiệt. Ơ, trời ơi. Con gà trống chứ. Thêm một con gà trống đi bác. Thôi tí cho khuyến mại một con gà trống. Về công với bố lại thịt luôn ngày mai, đau đầu. Hôm trước cháu mang hai con đấy về đấy đây. Tuần sau thì bị thịt mất. Ôi chỗ này đúng không bay được đi đâu nhỉ. Không chui được qua đâu được. Bay đi đâu? Sao đang tưởng có chỗ nào nó ra không? Mấy cái ô thoáng như nó chui vừa không nhỉ? Lúc gà rỗ rỗ ấy. Bắt đi ăn, bắt đi ăn. Phải tắt đèn này. Ôi, nhận rồi. Thôi, 4. Mấy con được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Gà này bé. Gà chỉ được 8. Nhà cháu chỉ cần như thế thôi. Bắt to quá. Bắt thịt, bắt to thịt mãi không được. Thịt ăn mãi không hết. Rất là... chín con rồi. Đó, chục con thôi. Nhà đi. Dạ. Tự nhiên được khuyến mại con gà trống. Ôi là lặng ghê nhỉ. À mà có 25 cân chưa được 2 cân. Ui sao lặng thế nhỉ. Bà kêu cân 8 một con mà chục con đã. À cái lồng quên mất. Cái lồng nữa.
Ừ, đúng, đúng rồi. 22 cân thì 3 cân bà phụ. 22 cân thì còn có 17 cân. Ừ, cháu lại cứ nghĩ cho đằng. Nào hết cho con này vào đây. Quên mất cái lồng. Cả con này vào đó thì được 20 cân đấy. Chui xuống. Chưa được. 17 cân. Cái này không. Mà cả ra giọng này mày bắt có được 3 con mày treo đây thì à. Thôi. Mày mang về trên đấy xong bắt đầu bảo vào nhà mày mà lấy. Thôi. Đi. Đằng nào tí mơ trở xuống. Cháu đứng đây. Cho. Thôi, cháu đứng đây chờ tí mơ xuống đón nó về cho công về mình. Mày chờ. Mày về kia mà có ai bán giả khoảng tầm 70.000 cân bán đi nhé. Bán luôn. Xong lại xuống bắt lần đằng khác. Tiền thì của anh Thành. Bán mình đưa vào túi. Còn cứ nữa mà bắt đằng khác còn được chục con gà sống như này. Mở mở cái máy.